Ôi thề luôn, chưa dùng cái loại tạo bọt nào mà nó thích như cái loại này nhá. Nó có cái chốt đồng, đây là một này, nó rất là chắc, nó không bị bung cái này ra đâu. Cái thứ hai là dùng điện nên rất là khỏe, khỏe hơn cái dòng mà dùng sạc nhá. Ngoài nó có một cái nắp này nắp bảo vệ ngoài. Một là nó sẽ tránh cho cái này nó không bị gãy, và cái thứ hai nó có vạch chia mililit đây này, mọi người có thể dùng để đong luôn này, để đánh thử cho mọi người xem nhá. Sữa đặc với sữa tươi đổ vào. Nó khỏe cực luôn ý, nó rất là khỏe. Đấy. Mình sẽ chuẩn bị khoảng 50ml cà phê đen nhé, cho mọi người xem này, nó anh khỏe như nào nhé. Khỏe như một cái máy khoan luôn ý. Đấy, để mà dùng thì nhấn giữ vào cái nút này. Đấy. Không dùng thì lại nhả ra như này. Đánh thử nhé. Đấy, khỏe chưa? Mọi người thấy khỏe chưa? Nó bông bông đặc lên rồi này. Nhìn cái bọt này, bọt mịn chưa? Đấy. Rồi. Đó, một ly bạc xỉn nhà mình đó. Phân tầng này, bắt đầu phân tầng này. Nhìn lớp bọt rất là mịn nha. Mọi người có thể xem này. Đánh nhanh, đánh khỏe, bọt mịn. Đây, trợ thủ đắc lực cho anh chị nào đang làm cà phê nha. Cần mua thì xem trong giỏ hàng hoặc là liên hệ với mình nha.